Có những cầu thủ khiến người ta phải yêu và buồn bã khi họ chia tay. Bởi những bàn thắng của họ không chỉ mang lại điểm số mà còn gieo cả cảm xúc và những đam mê bất tận. Khoác trên lưng mình chiếc áo số 7 lừng danh, Cheva đã khép lại sự nghiệp gần 20 năm thi đấu sau kỳ Euro 2012 ở tuổi 35. Là huyền thoại của bóng đá Ukraine, gắn liền tên mình vào một phần lịch sử hào hùng của AC Milan. Nhưng đâu đó, anh vẫn có những nốt trầm trong sự nghiệp, nhất là những năm tháng phiêu lưu tại nước Anh. Và nếu bạn là fan của chàng trai được mệnh danh là Linh Dương Đông Âu, thì đừng bỏ qua những thước phim này, vì nó được dành cho Andriy Shevchenko.